WASD ở Lắc Lắc Chuột. Ở đây nó sẽ hỏi: ôi, tao chưa ký mà, tao chưa muốn ký với bạn hợp đồng này, chắc thu lại. Thôi được rồi, ok. Bây giờ chúng ta đang đi qua một con đường. Game kinh dị đấy mấy thi. Tôi không tin. Cái gì đây? Perception is reality. Perception là, tôi nghe cái chữ này quen lắm. Perception là, nhưng mà không nhớ nó là cái gì. Tri giác từ này tiếng Việt tôi còn không hiểu có nghĩa là gì. Ok, grab. Gì? À, may là mình. I got you babe. Whatie hả? Hôm bữa vừa mới xem livestream bạn này xong nhỉ. Accepted. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. Nói chung là không gì đâu. Bây giờ mình đi lại gần á, mà mình lấy nó ra thì nó sẽ nhỏ lại. Mà mình đi mình để nó ra xa nhà thì nó sẽ bự ra được đó, các bạn thấy không? Đó, nói chung là cái trò chơi này nó cũng khá là mình thấy là đó. Nhiệm vụ của mình chỉ là kiếm cái chỗ để mình lên đó thôi. Đó. Hey. Rồi. Ở trò này mà đòi hack não tôi. Cái trò này mà đòi hack não tôi. No object beyond this point at all time. Nói chung là không có được có bất kỳ cái vật nào là không đem vật này qua đây được đúng không? Ủa vậy thì mình lấy nó qua được không? À cái gương này nó sẽ làm. Ok. Nói chung là cục này nó mình không đi qua đây được và mình sẽ phải nói chung mình phải đem cái cục đó qua đây để mình đặt lên cái cục bên này. Nhưng mà làm sao để mình quan trọng là mình phải nhìn. Mình phải nhìn nó làm sao để cho nó đúng hình dạng của nó, đúng không? Really nigga. Tôi sẽ đặt nó ở đây. A few moments later. Chắc chắn là ok. Sao lại có cục này ở đây? Ok. Mày. Trời ơi, làm tôi thắc mắc. Ở trò này dễ mà mọi người. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects, and listen to messages from your patient care team. Nói chung là ở đây chúng ta sẽ nhìn nó sẽ giống như một con cờ. Con cờ ức. Con cờ chứ không phải con cờ nha. Đó, xong chúng ta sẽ lấy cái thùng sơn này. Và tôi chưa biết cái nhiệm vụ của thùng sơn này sẽ là gì. Nhưng mà ok, tôi nghĩ là nó sẽ có nhiệm vụ. Quá. Rồi đi qua đây một lần nữa. Nhưng mà game này kinh dị đấy, Mithy mặt cười. Game này thì nghe là thấy rotate click hole. Mà làm sao ta nhét vô trong này? Nói chung là mình giữ cái là để quay, nhưng mà để nhét hay là mình phải nhìn một cái góc nào đấy để cho nó mình phải nhìn đúng góc để mình đưa nó vào. 2 hours later. Nếu mà đi lên đây hả? Ủa, tôi tưởng là vậy thì dễ mà. Tôi tưởng là nó phải lắp vô trong cái miếng đó. Chứ cái này thì trời. Tôi tưởng là phải lắp vô cái đấy thôi, còn nếu mà đi lên đây thì during eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. Completed surveys may be eligible for a gift card. Thì mình phải làm một cái bảng survey đó, nói chung là tôi nghĩ là sẽ là tôi nghĩ thôi nha. Mình sẽ làm nó làm nó qua đó. Hello. Nói chung là cũng dễ. Nhưng mà với người thông minh, cái trò này nó dành cho mấy bạn cứ kêu kêu. Ủa ê xí mê nha, chua tùm mát tề nha, nó chừng bị lạc á. Cái phòng này nó giống cái phòng này, nó có cái này. Cái này đi qua đây thì nó lại có cái này, xong nó lại quay về đây. Các bạn thấy ảo không? Bây giờ nha, mình sẽ đi qua đây, nó sẽ ra cái phòng này và cái màu xanh nó ở bên này. Và nó là một vòng lặp, nó là một vòng lặp vô tận. Rồi tới đây là thấy bắt đầu chống chống rồi đó. Kìa.
Cái này thì nói chung á là mình làm như này nè, đó. Thôi mình cho nó in cả hai bảng. Ôi trời. Đó, xong rồi mình đi qua thôi. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. Dễ mà. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic goal, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Hay là tình thông minh quá nhờ. Ôi, nãy giờ nó nói gì ta không nghe được luôn rồi đó. Hello, anybody here? 안녕하세요. The Dream Soda. Oh, how about green diet? Dạ em xin lỗi ạ. Em xin lỗi. Em biết là mình chỉ nên uống một lon thôi nhưng mà dạ hết tiền. Ok. Cái hướng đi của mình đó. Ê từ nha, mình đi lên đó mình sẽ bị to hơn cái cửa. Vậy thì mình sẽ phải làm gì? Mình sẽ phải làm gì để mình đi lên đó mà mình không có bị to hơn cánh cửa? À, mình không nhìn nữa. Tao quyết định tao sẽ không nhìn nữa. Amazing, good job em. Ha ha. Ấy là. Ôi, trời ơi, cái quân què gì vậy? Acid temporary move. Cửa này đã bị dẹp rồi. What? Ghê vậy? Bạn coi này nhìn từ xa. Ôi, lối đi đây rồi. La 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 la. Oh my fucking god. Đây là đường cục ư? Đây là đường đi đó. Nhưng mà ốc ảo ma Canada quá. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. We're working on it. Kêu nó kêu mình đặc biệt hiểu không? Nó kêu mình rất là special. Ủa là sao nữa má? Ủa sao nữa? Kêu tao special, cái tự nhiên y pre. Ý nó kêu là trời ơi, trong đời này em chưa bao giờ gặp ai sợ đặc biệt như chị. Em nghĩ với cái bộ não của chị là người đỉnh cao nhất thế giới này. Nhưng mà đặc biệt đến nỗi em đeo với chị là cái gì luôn. Nhưng mà chị đừng có lo, bởi vì em ở đây chắc chắn là để giải quyết cho chị cái vấn đề tại sao chị ở đây. Đó, hiểu không? Ý là nó nói là lại lấy chưa? Lấy chưa? Vì một lời tiên không có hữu ích gì hết. Lấy chưa? Ok, trái phải, hãy luôn đi. Nói chung là phải lên đây phải không? Rồi cái này là gì ạ? Cái này nhìn xa nó có một... Đây rồi. Ôi. Ê, cái trò này chơi thư giãn quá à. Cái trò này chơi thư giãn quá à. Thiếu một miếng kìa, nó thiếu một miếng ở đây nè. Đó. Đấy, xong ra cái bình hoa. Xong cái bình hoa nó sẽ ra cái ở đây. Má. Ê, cái trò này có phá đảo không vậy? Tầng thứ 3 xin tên game. Tao mệt rồi quá. Cái gì quên mẹ rồi. Tên nó là Superliminal. Giống như Inception. Giống kiểu vậy á. Không cần chỉ hả? Không, tao cần chỉ á. Tao nghĩ là tao cần chỉ á. Gợi ý nè con. Suy nghĩ đi nào. Thì nãy giờ mày cũng tỏ ra thông minh đó mà. Mày mắc ói quá. Để về á. Tụi nó gửi ý ta là Thu Moon thì mới khó chịu chứ. Hello, my name is Dr. Glenn. Má, trên đầu Thu Moon có gì nhiều thứ vậy? In the event that this elevator does not tweak you up. Mà nếu mình thấy, nói chung là thấy cái gì nó sai sai thì ý là đã bắt mình làm những điều rất là sai trái. Chẳng hạn như nếu mà thấy bố mẹ mình thì hãy đấm vào mặt của họ xong rồi sau đó chạy. Là sao má? Oh my god. Shit. Ê, cái này nghiêm cấm làm theo nha mấy đứa. Khó ghê luôn á. Cho em tập theo cái này luôn. Mắc ói quá. Mấy tới đây dừng lại được rồi, bữa sau chơi tiếp nha.